chúng tôi đến thăm thôn Đồng Lư. Đây là chùa Cao Sơn Tự. Cao Sơn Tự, đây chùa này ngày xưa đã có từ rất lâu, nhưng mà thời Pháp sang chiếm đóng thì phải phá đi, tiêu thổ kháng chiến. Bây giờ nhân dân đang xây dựng lại. Một làng Đồng Lư có 4 ngôi chùa. 4 ngôi chùa. Hai đền, hai quán được xếp hạng. Một đình. Vâng. Đấy. Một làng mà có 4 chùa. Hai đền, hai quán, một đình. 9 điểm văn hóa tâm linh. Và một cái được xếp hạng di tích quốc gia. Hai quán được xếp hạng di tích quốc gia. Vâng. Thế tốt quá phải không? Đấy, một chùa, một làng mà như thế này. Đấy. Cái đình ngày xưa là cách mạng hoạt động đấy ạ. À, cái đình cách mạng hoạt động. Vâng, coi như là bộ đội đóng quân, du kích quân quân hoạt động đấy, thì 554 là Pháp bắn cháy. Vâng. Bây giờ dân là nhà nước lại cho tiền. Dân lại xây dựng. Khôi phục lại. Vâng, khôi phục lại. Rồi văn hóa phá gì? Cưới xăng cũng như một bắn cháy. Cái đình. Đang xây dựng. Là do nhà, cái này do nhà sư đứng ra vận động xây phải không? Vâng, sư là coi như trụ trì chùa Đống Đa đấy. Chùa Đống Đà nội đấy à? Vâng. Lên tổ chức xây đây. Đây là người ta xây ạ. Nhưng mà chưa trụ trì luôn chùa này. Trụ trì luôn chùa này. Vâng. Bà xây lại cái chùa, cả chùa làng đấy là 2 tầng đấy. Nhưng bà chắc người làng đây à? Không ạ. À, nhưng về đây là rồi. Đầu tư cách đây mấy năm, bà đầu tư xây dựng cái nhà, cái chùa giữa đấy. Chùa Trăm Gian ngày xưa đấy. Tức là do nhà sư tổ chức đầu vâng, tư. Vâng, nhà sư. Chùa Trăm Gian. Vâng. Còn bây giờ đây là chùa. Chùa Cao. Chùa Cao. Vâng. Cao Sơn Tự. Vâng. Đấy. Rất là hay. Một làng 4 chùa. Chuông này là đặt từ Huế đây. Hai quán. Hai tấn. Hai đền một đình. Chuông này mẹ đang lắp lên đấy. Bao nhiêu? Cái chuông này. Hai tấn này. Hai tấn mấy xăm này? Hai tấn ba. Đặt từ Huế đây. Từ Huế à? Vâng. Rồi, xin chúc mừng thôn Đồng Lư, xã Đồng Quan, Đồng Quang. Quốc Ai. Thành phố Hà Nội. Đây là Hà.